Đây, Hương dẫn qua con nồi này nhá. Con nồi này là một con nồi nồi nấu cơm từ nội địa của Hàn Quốc. Series của nó là CDHPA0404. Thì con này thì là để nấu cơm ấy thì cái chức năng đầu tiên là nấu cơm thì thôi không quan tâm lắm. Cái nồi này chủ yếu là mình sẽ dùng để mà nấu cơm gạo lứt. Đấy, thì gạo lứt thì trước hết là mình vừa mở ở đây là một cái van khóa áp suất này, đấy khóa áp suất này, mở áp suất này, đấy thì là cái mở áp suất này, xong mở nồi ra này, lấy nồi ra này, trong nồi này thì mình sẽ đặt cho gạo lứt vào này, xong rồi mình sẽ cho nước vào, ít nước thôi không cần nhiều đâu, thế thế xong rồi là đậy nồi vào. Đấy, đậy mình vào khóa áp suất. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn chế độ cho cái nồi này để cái nồi này nó nấu. Thì cái nút này, nút thứ ba từ trên xuống này là nút nấu cơm tổng hợp, ví dụ như là cơm với cả đậu đen, cơm với cả đậu tương, cơm với kê vân vân các thứ. Và cái nút đầu tiên bên tay bên phải này, cái nút bên trên cùng đây. Đấy, nút bên trên cùng đấy chính là nút nút trên cùng này là nút gạo lứt. Bây giờ mình sẽ chọn ra nút nấu cơm gạo lứt. Mình nhìn có đây là cái vòng quay này. Đây là nút lựa chọn quay. Thì các chức năng của nó sẽ là nấu cơm rồi nấu cơm gạo lứt, nấu cơm gạo thường rồi hâm gì nhỉ, hấp này, rồi hầm vân vân các thứ, nhưng mà chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến gạo lứt thôi. Thì ta cứ quay dần đến khi mà cái nút đầu tiên ở bên tay bên phải này đấy đang nhấp nháy đấy, cái nhấp nháy này đấy chứng tỏ là nó đang được lựa chọn đấy. Thì ta sẽ chọn đến cái nút đấy, nó lựa chọn đấy chính là nút nấu cơm gạo lứt. Sau đó ta ấn nút OK, đây là nút OK, OK một phát. Thế thế là cái nồi nó sẽ hiện 50 phút và nó bắt đầu nấu. Nếu như ta chọn nhầm ta sẽ chọn nút hủy, đây là nút hủy, hủy nó đi đấy. Ví dụ như sau khi nấu cơm gạo lứt thì ta lại không muốn, ta muốn nấu cơm gạo chỉ là gạo tổng hợp thôi, ta sẽ chọn nút thứ ba từ trên xuống đây. Đấy, đây chính là nút thứ ba từ trên xuống bên tay bên trái là nút nấu gạo tổng hợp, cơm hợp với cả các loại hạt khác. Sau khi đã chọn cái nốt đấy xong rồi thì ta sẽ ấn OK. Thế, thế là cái nồi nó sẽ bắt đầu nấu 40 phút, gạo gạo trộn là 40 phút, gạo thường là gạo lứt là 50 phút. Bây giờ ta sẽ hủy nó đi, hủy. Đấy, thế còn nếu như mà ta không làm gì cả, ta cứ thể ấn OK luôn thì nó sẽ hiện ra cái chức năng mà mình chọn lúc nãy, chọn 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 trước đó là nấu cơm gạo tạp cốc. Đấy. Thế còn cái nồi này có một cái nữa cần phải chú ý đấy là nút này, nút đâu rồi, đây nút này, nút thứ tư bên tay phải từ trên xuống, đây là nút làm sạch nồi. Cái việc làm sạch nồi rất là quan trọng đối với cái nồi cu tre này đấy. Bây giờ ta sẽ nhớ là nếu để làm việc sạch nồi thì trước hết là ta sẽ đổ nước vào bên trong nồi đến cái vạch mà nó có cái chấm 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 chấm, chấm như thế này. Đây chính là mức nước để làm sạch nồi, đổ nước sạch đến mức độ đấy, đóng nắp nồi lại, khóa lại, sau đó thì vặn nút cho đến khi mà nó đến được cái nốt dưới cùng này. Đấy. Thế đến cái nút này rồi ta lại ấn OK một phát. OK. Nó sẽ hiện ra 16 phút. Đây chính là tự động làm sạch nồi. Rồi, người ta lại hủy. Thế, thế còn là đấy làm việc làm sạch nồi thì trước hết là phải làm sạch tự cái máy nó làm sạch. Thứ hai nữa là mình phải làm sạch một số vị trí. Ví dụ như là trước hết là ta phải nhấc cái này lên đấy và ta rửa sạch cái này đi, đây là cái chỗ thoát hơi đấy, lấy rẻ lau sạch cái chỗ này đi đấy,
Ngày thứ hai là ta nấu xong rồi, ngoài việc rửa cái lòng nồi ra, ta sẽ còn phải lôi cái này ra để rửa đã chị. Kéo nó ra là nó sẽ ra. Ta sẽ rửa cái này đi, nấu cơm bao giờ cũng bẩn. Và khi ta Ta ấn vào, ta cũng cái ấn như thế, kia. ấn đúng cái chỗ đấy vào là nó sẽ vào. Còn ngoài ra nữa là còn một chỗ nữa là đây, lỗ thoát nước ở đằng sau của cái nồi, chỉ việc gỡ nó ra, đổ nước, đóng lại ra sau. Cái chung quy lại là một cái nồi này sẽ dùng là, thứ nhất là làm vệ sinh nồi, thứ hai là nấu, tốt nhất là nấu gạo lứt cực kỳ ngon, và nấu gạo trộn cũng cực kỳ ngon, nhưng mà chọn đúng lứt là lứt, mà tạp cốc là tạp cốc. Ngoài ra luôn luôn nhớ rằng là thỉnh thoảng phải làm sạch cho cái nồi. Ở trên cái bàn điều khiển đây là nút hẹn giờ, mình không cần quan tâm. Nút này là nút giữ ấm thức ăn, ví dụ như là giữ ấm cơm, tức là mình muốn, trong này đã có cơm nguội sẵn rồi, mình chỉ cần, mình muốn làm cho nóng lại ăn thì mình có áp suất lại và ấn nút này, thế thế là xong. Xong rồi ta sẽ vặn giờ lên, thế là nó sẽ tự động nấu, thế thôi. Nút này nút hủy rồi, thế thôi. Ui, bye bye.